tiết mục Thuần Phong Mỹ Tục. Quý vị và các bạn thân mến, ca dao tục ngữ Việt Nam có lời rằng bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi, ân cần có nhau. Bởi tất cả các mối quan hệ trong xã hội đều được hình thành từ tình bạn, những người luôn đồng hành cùng chúng ta, chia sẻ khó khăn và cả tận hưởng hạnh phúc. Tình bạn đẹp xuất phát từ sự vô tư, luôn thể hiện sự rõ ràng trong từng hành động, cử chỉ, luôn đối xử với nhau thân ái chân thành, biết hy sinh và có thiện ý dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Vậy tình bạn có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? Trong tiết mục Thuần Phong Mỹ Tục hôm nay, chúng ta cùng nghe nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Nhật Quang bàn về giá trị của nghĩa bạn bè qua nội dung cuộc trao đổi sau đây. Chúng tôi xin chào nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Nhật Quang ạ. Xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài phát thanh Vĩnh Long ạ. Dạ. Thưa ông, nếu như trong gia đình thì có mối quan hệ như ông bà, cha mẹ và con cháu, anh chị em, vợ chồng, còn khi ra ngoài xã hội thì tình bạn bè lại rất là quan trọng. Ông có chia sẻ gì về giá trị, ý nghĩa của tình bạn bè xưa và nay ạ? Dạ, kính thưa quý vị. Trong cuộc đời chúng ta thì từ lúc nhỏ cho tới trưởng thành, rồi về già thì chắc chắn ai cũng có ít nhiều bạn bè. Những người bạn do nhân duyên kết hữu từ lúc đi học, rồi ra đời làm ăn, gặp gỡ tại các cái buổi diễn thuyết, câu lạc bộ văn thể Mỹ nào đó, có khi thì vô tình mình trò chuyện ở trên chuyến xe mà thân nhau, rồi những người bạn đó có thể đã gắn bó với chúng ta rất là lâu, cũng có thể vì một lý do nào đó mà ít có liên lạc hoặc là mất liên lạc, nhưng đều động lại trong tâm tưởng chúng ta ít nhiều cái kỷ niệm. Trong số đó có những người đã trở thành tri kỷ tri âm, ngọt bùi đắng cay cùng chia sẻ với nhau mà trở thành quý mến như là anh chị em cật ruột, thậm chí là hy sinh cho nhau. Thì có những cái tình bạn quý, chân thành, có cùng chí hướng thì có rất nhiều sự thay đổi trong mỗi con người chúng ta. Vì mỗi con người chúng ta luôn là một thực thể không hoàn thiện mà rất cần sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ, cùng hoàn thiện nhau hơn. Nếu như quý vị nào đam mê lịch sử thì chắc chắn sẽ nhớ đến cái câu chuyện Hội Thề Lũng Nhai do ông Lê Lợi khởi xướng, kết hữu cùng với 18 người bạn như là Lê Lai, Lê Thận, Lê Văn An, Lê Văn Linh, Trịnh Khả, Trương Lôi, Nguyễn Trãi, vân vân. Rồi đó là cái câu chuyện hồi năm Bính Thân 1416. Lời thề đó mang cái nội dung nguyện kết nghĩa anh em, đồng cam cộng khổ, đoàn kết chống giặc cứu nước, không vì phú quý vinh hoa mà dâng phụ lời thề. Nếu mà ai trái lời thì xin cho trời tru đất diệt. Thưa quý vị, 10 năm kháng chiến chống Minh đã thắng lợi vẻ vang, đem lại huy hoàng cho non sông dân tộc, đã chứng minh được lời thề kết hữu của những người bạn đồng chí hướng, đã cho ta sự ngưỡng mộ tuyệt vời, tựa như câu chuyện về ba ông Lưu Quang Trương trong tiểu thuyết Chương Hồ Tam Quốc Chí vậy. Cách đây 2 năm, hồi tháng Giêng năm 2018, tôi có đọc báo Dân Trí, có bài nói về tình bạn giữa Nguyễn Tất Minh và Nguyễn Minh Hiếu là học trò lớp 10 A6 trường Trung học Phổ thông Triệu Sơn, mà huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Đẹp như một cái câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Em Minh sanh ra trong cái gia đình nghèo, ngay từ lúc lọt lòng thì đã không may gì đôi chân bị tật nguyền, không có đi lại được. Cánh tay phải thì cũng chẳng có thể cử động cầm nắm, nhưng mà cậu ta lại ao ước được đi học. Thì thấu hiểu được tình cảm của Minh, thì Hiếu đã tự nguyện làm đôi chân giúp cho bạn mình đến trường, động viên bạn nhiều hơn, an ủi cho bạn. Hàng ngày, Hiếu cố gắng dậy thật là sớm, rồi phụ giúp công chuyện cho cha mẹ, rồi mới đạp xe đạp qua đón Minh đi học, cõng bạn vô lớp, ròng rã suốt 8 năm trời, với những ngày mà mưa dầm nắng rát cũng không có nản lòng. Cho Nguyễn Tất Minh đã không phụ lòng thầy cô bạn bè, kết quả học tập thì luôn đạt giỏi, đang nuôi một cái mơ ước đó là được vào trường Đại học Công nghệ Thông tin. Thưa quý vị, trong tục ngữ có câu nói học thầy không tày học bạn thì rõ ràng rất là thú vị, bởi vì thầy cô truyền cho ta kiến thức và có thể chia sẻ cho ta ít nhiều tình cảm nào đó, nhưng trong tâm thế có khác do thầy cô rất là bận rộn, khó mà đủ thời giờ chia sẻ tâm tư tình cảm, lắng nghe tìm hiểu như một người bạn thân thực thụ. Chính vì vậy mà tình nghĩa bạn bè là nơi để nương tựa cùng nhau học tập, lao động hiệu quả nhất và tiến bộ nhất, thưa quý vị.
Nhân đây thì ông có thể chia sẻ về tình bạn nào mà trong cuộc đời ông từng chứng kiến làm ông xúc động nhất ạ? Cảm ơn em. Em đặt cái câu hỏi mà làm tôi nhớ nhiều cái kỷ niệm, thì tôi xin phép để mà chia sẻ cái câu chuyện là thầy tôi, cô giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, có người bạn rất là thân, đó là nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, có ngón đàn tranh tuyệt kỹ. Thì trước khi mất, lúc mà nằm viện, thầy có kêu tôi mở nhạc do thầy Nguyễn Vĩnh Bảo đàn cho thầy nghe. Tôi đã liên lạc với nhạc sư, thầy Vĩnh Bảo mới dạo lên bản đàn, rồi thu âm gửi cho tôi. Tôi mở cho thầy nghe từ chiếc lo nhỏ, thầy rưng rưng nước mắt. Thì ngày thầy tôi về với Thiên Liên rồi, trước linh cữu của giáo sư Khê, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo cũng đã dạo lên mấy bản đàn để tiễn biệt. Thưa quý vị, nếu như xứ Trung Hoa xưa có chuyện Ba Nha Tử Kỳ, thì trong lịch sử văn hóa Việt Nam chúng ta, thậm chí ngay cả đời thường, cũng có biết bao câu chuyện đẹp rất là nhân văn về tình bạn, thưa quý vị. Thưa ông, như vậy thì để gìn giữ tình bạn mãi mãi cao đẹp và bền vững thì chúng ta cần phải có cách cư xử với nhau như thế nào ạ? Dạ kính thưa quý vị, người xưa có câu nói rằng, bằng hữu chi giao mặt khả dung, có nghĩa là tình bạn bè, thì dù lúc giàu sang hay là nghèo khó, xin đừng có quên bỏ nhau. Ý nói là chúng ta nên hết sức tế nhị, đừng lấy giá trị thực dụng mà xây dựng tình bạn. Kết bạn không là để mưu cầu đạt được lợi ích cá nhân. Xong việc rồi thì đường ai nấy đi. Cuộc sống nhân sinh luôn là gợn sóng thăng trầm, đổi thay bất tận. Nếu tình người, lòng người cũng luôn thay đổi như vậy thì khó mà bền chặt, dễ đánh mất niềm tin. Trong các mối quan hệ kết giao của con người thì không có quan hệ nào mà dễ kết nối như tình bạn, nhưng cũng không có quan hệ nào dễ dàng đổ vỡ như tình bạn. Thì đổ vỡ đó là do chúng ta chưa hiểu hết từ lúc đầu kết bạn. Ông bà ta xưa có câu nói, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở, hay là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ngay trong tác phẩm Lục Dân Tiên của cụ Đồ Chiểu cũng đã phản ánh, có những người bạn bất nghĩa như Trịnh Hâm Bùi Kiệm thì cũng đề cao lòng trượng nghĩa của Hưng Minh Tử Trực. Thưa quý vị, khi ta có tình bạn thân thiết thì sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Những đứa trẻ có tình bạn chất lượng cao có thể được bảo vệ chống lại sự phát triển của một số rối loạn, chẳng hạn như là sự lo lắng, trầm cảm. Có người bạn tốt thì trường học cũng sẽ ít bạn bè có liên quan đến việc bỏ học cũng như là gây hấn và tội phạm trưởng thành. Nhiều bậc phụ huynh đôi khi không khuyên nhủ được con, phải cậy nhờ những người bạn thân khuyên giúp mình. Có những người vợ không nói được chồng, phải đi tìm bạn thân của chồng mà nhờ cậy khuyên giúp giùm. Có những người thầy cô phải tìm bạn thân của học trò kém để mà nhờ kèm giúp kiến thức. Thế thì muốn giữ được tình bạn cao đẹp bền vững thì trước hết phải biết trân trọng và hiểu được giá trị tình bạn là thế nào. Đừng để lòng ích kỷ, tư lợi giết chết tình bạn. Đừng để mất niềm tin lẫn nhau, nhất là cái chuyện tiền bạc, xen vào chuyện đời tư hay là lấy cái thước đo quyền cao lộc cả, nhà lầu xe hơi mà làm thước đo ứng xử trong tình bạn. Tình bạn cao đẹp thực thụ là cao đẹp ở tinh thần. Khi mà mượn giá trị vật chất phù du, làm bẩn đi niềm tin bạn bè, xúc phạm danh dự của bạn bè, làm tủi phận nhau thì chắc chắn khó mà có thể trường cửu. Thì xin tóm lại, dù biết rằng cái tính cách con người có kẻ dày người khác, tình bạn cũng vậy, nhưng để muốn hoàn thiện bản thân mình hơn và cũng là giúp cho xã hội tốt đẹp hơn thì chúng ta nên xây dựng những tình bạn cao đẹp, thêm bạn bất thù, tình người cũng từ đó được xây dựng đoàn kết vững mạnh, cùng nhau làm được nhiều việc lớn lao ý nghĩa hơn. Rất mong quý vị hãy quan tâm đến bạn mình nhiều hơn nữa, nhất là những người bạn đã đi cùng chúng ta nhiều năm tháng ngọt bùi chia sẻ. Không mất thời gian lắm đâu thưa quý vị. Có thể là cái buổi trò chuyện cà phê, rồi lời chúc mừng sinh nhật, hay là một cái câu hỏi thăm về sức khỏe, lời mời rủ cùng đi du lịch, đi chơi picnic, cũng sẽ tạo cho chúng ta những luồng sinh khí mới, vui vẻ, hạnh phúc và tình yêu cuộc sống hơn. Xin kính chúc cho quý vị có thêm nhiều nữa những người bạn tốt, hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống của mình. Chúng tôi xin cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Nhật Quang đã có những chia sẻ về giá trị của nghĩa bạn bè trong chương trình hôm nay ạ. Này bạn ơi,
cầm tay ta hát vang trời, cùng nhau ta bước trên đường đầy nắng ấm ngàn hoa. Mai này dù xa, tình ta mãi mãi không phai. Bạn ơi hãy thắp sáng lên anh dương tình thắm muôn đời. Dòng đời lướt trôi ngày qua ngày, ưu phiền sẽ tan theo ngàn mây. Cuộc đời hát câu tình ca khi bạn bè sống trong lòng ta. Mai này dù ta xa nhau, nhìn ánh sao trời lòng thương nhớ. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ngàn ngôi sao bấy nhiêu yêu thương chưa tràn bạn bè.